Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em kỹ có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượt đã giằng đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Chúng ta bước vào thứ hai, tuần thứ hai mùa chay. Chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca. Trong đoạn chương 6 này chúng ta sẽ thấy gặp những lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ về trong chính cái đời sống cộng đoàn, về trong chính cái đời sống hàng ngày của các ông. Và những giáo huấn đó nhằm giúp các ông mỗi ngày trở nên giống hình ảnh của chính Thiên Chúa Cha là đứng đầy có lòng nhân từ. Trước hết xuất phát hết, cái điểm căn cốt hết, đó là mỗi người chúng các môn đệ, đời sống của các môn đệ được mời gọi khắc họa lại, hòa lại chính hình ảnh của chính Chúa Giêsu, hay nói một cách khác, hòa lại chính tấm lòng nhân từ của chính Thiên Chúa Cha trong chính đời sống hàng ngày. Và khi có lòng nhân từ thì những cái điều tiếp theo là những điều đương nhiên, đó là anh em sẽ không xét đoán, anh em sẽ không lên án, anh em sống tha thứ và anh em sẽ cho đi. Đó là những cái việc kèm theo khi mà đời sống người môn đệ có lòng nhân từ, có lòng từ tâm, thì người đó sẽ không bao giờ xét đoán anh em mình, sẽ luôn luôn sống thứ tha cho anh em mình, cho dù cái sự thứ tha là khó khăn. Và cái người môn đệ là người sẽ cho đi và không đòi phải cần cho lại. Đó là những giáo huấn về chính cái đời sống của các môn đệ. Chính trong mùa chay này, hội thánh cũng nhắc mời gọi mọi người chúng ta, trước hết đó là mọi người chúng ta hãy có lòng nhân từ, hãy có lòng từ tâm, hãy có lòng thương xót như chính Chúa đã thương xót mọi người chúng ta. Chúng ta đừng mời gọi, đừng có xét đoán người khác. Chúng ta thấy mình sống trong cái thế giới hôm nay, chúng ta rất là dễ bị cám dỗ, mình hay xét đoán lắm, mình hay lên án người khác điều này điều kia, rất là dễ. Nhưng mà Chúa nói với người chúng ta, anh em đừng xét đoán. Chúng ta được mời gọi, có thể mình sửa dạy anh em mình nhắc nhở anh em mình ở những điều sai trái của anh em mình, nhưng mà không xét đoán anh em. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta mình luôn có lòng nhân từ, có tình yêu khoan dung của Chúa đối với anh em của mình, để mọi người chúng ta trở thành những người môn đệ mang trong mình trái tim nhân hậu của chính Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương mọi người chúng ta.